Hello, xin chào quý khách hàng quay lại với cửa hàng Mới Kiến Thái Quang. Thì hôm nay bên Liêm mới làm xong cái cặp chồng 1.74 GME ở U2 với số độ là cận là 12 độ loạn 3 ha, một bên là cận 5 độ và loạn 3 luôn. Thì cái số độ này là cái số độ hiện là cao nhất trong cái dòng chồng có sẵn nha. Đây, 1.74 chống UV 400 U2 ha, có tem chống hàng giả đầy đủ. Bên Liêm là những cặp chồng chính hãng ha. Đây là cái sản phẩm là bên Liêm đã ráp vào rồi. Mọi người coi. Nếu mà nhìn trực diện mọi người thấy rất là mỏng, cũng mỏng nha. Mọi người coi ha, cực kỳ mỏng. Đây. Bên đây là 12 độ nè, loạn 3, bên đây là 5 độ rưỡi loạn 3 nha. Cái này độ mỏng là tuyệt đối như vậy thì do cái mình ráp nhớ nha. Mình ráp ha. Rất là đẹp. Mọi thứ do là mình ráp vào thì cái này là 5 độ rưỡi ha, loạn 3 và 12 độ loạn 3. Đây đó, nó cũng thực sự là nó không có dày nhiều đó. Vẫn mang được một cái tính thẩm mỹ rất là tốt cho cái người mang nha đó. Thì trồng rất là trong và chống tia UV đầy đủ này. Cái sản phẩm mà Liêm làm ra đó. Mình quay cho mọi người xem để mọi người có cảm nhận được những ai mà độ cao mà cần làm chồng 1.74 thì cũng có một cái ví dụ để cho mọi người tham khảo ha, đạt được cái độ mỏng như thế nào. Thì để được cái độ mỏng này thì cũng do cái tính chất của kỹ thuật người làm và cái gọng kết hợp luôn cái chồng thì để ra được cái độ tốt nhất ha. Những cái cặp chồng như vậy 1.74 thì mọi người tốt nhất là đến để đêm đo đặt mắt ha, và đêm định tâm mắt như thế nào thì đó để ra được một cái hiệu ứng nó tốt nhất nha. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng nha.